trong nước, Việt Nam, Hàn Quốc nâng kim ngạch thương mại lên 150 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Bộ Công an đề nghị hộ gia đình có chuồng cọp phải mở lối ra khẩn cấp. Từ đầu tháng 6 sắp tới, có 600 bệnh nhân được tầm soát ung thư phổi miễn phí. Không cho học sinh tham gia hoạt động ngoại khóa vào thời điểm nắng nóng gay gắt. Quản lý thị trường vào cuộc kiểm định chất lượng mật ong hoa vải của con trai bà Tân Vlog. Người chồng bị tố bạo hành vợ bầu 7 tháng như thời Trung Cổ khai gì? Một thông tin về phát triển kinh tế, thưa quý vị, mới đây thì Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Jun Suk Yeol nhân dịp kỷ niệm hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng. Tại cuộc gặp thì Thủ tướng đã bày tỏ vui mừng khi quan hệ hai nước đã đạt được nhiều thành quả vượt bậc sau hơn 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, trong đó có việc nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện. Chia sẻ về định hướng phát triển kinh tế, Thủ tướng đã đề nghị Hàn Quốc tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong năm vấn đề cụ thể, bao gồm vốn, công nghệ, nguồn nhân lực, xây dựng thể chế, quản trị. Đặc biệt, hai bên thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư sớm hoàn thành mục tiêu nâng kim ngạch thương mại lên 150 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030 theo hướng cân bằng, lành mạnh. Hai bên nhất trí trao đổi, phối hợp trong các vấn đề quốc tế, qua đó góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển của khu vực. Thưa quý vị, ảnh hưởng tình hình lạm phát từ các nước đã khiến cho kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam từ đầu năm 2023 đến nay giảm sút mạnh. Theo Tổng cục Hải quan, thì lũy kế từ đầu năm đến ngày 15 tháng 5, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước chỉ đạt hơn 230 tỷ đô la Mỹ, giảm gần 40 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ của năm trước, thấp hơn cả thời điểm dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ vào năm 2021. Khi đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 234 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, nhóm các mặt hàng xuất nhập khẩu chủ lực như điện thoại và linh kiện, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, dệt may, giày dép đều giảm sâu so với cùng kỳ của năm ngoái. Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và hiện tượng El Nino thì dự báo nắng nóng sẽ còn gây gắt tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Do đó, Bộ Công an vừa có công điện về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt hiện nay. Cụ thể, Bộ Công an đề nghị các đơn vị liên quan nghiêm túc đẩy mạnh tuyên truyền, phấn đấu từ nay đến hết tháng 9 vận động 50% hộ gia đình tự trang bị một bình chữa cháy và mỗi gia đình ít nhất có một người được tập huấn về kỹ năng chữa cháy, hoàn thành xây dựng tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy trước ngày 30 tháng 6 năm 2023. Đặc biệt, Bộ nhấn mạnh cần tập trung hướng dẫn hộ gia đình có chuồng cọp mở lối ra khẩn cấp và 100% nhà từ 2 tầng trở lên có lối thoát nạn khẩn cấp thứ hai để thoát nạn khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Thống kê của tổ chức ung thư toàn cầu (GLOBOCAN) năm 2020 cho biết ung thư phổi đứng đầu trong các bệnh ung thư thường gặp về cả tỷ lệ mắc mới và tỷ lệ tử vong. Riêng tại Việt Nam, thì ung thư phổi xếp vị trí thứ hai sau ung thư gan với khoảng 23.600 người phát hiện mắc mới và 20.700 người tử vong mỗi năm. Để giảm bớt con số đáng buồn trên, thì ngày 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 10 năm 2023, Bệnh viện Ung Bướu Cơ sở 2 Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức khám tư vấn và chụp CT scanner liều thấp miễn phí cho nam nữ tuổi từ 50 đến 80 hút thuốc lá từ 20 gói trên một năm. Đối tượng tham gia là 600 người. Sẽ có 3 cách đăng ký tham gia chương trình tâm soát ung thư phổi miễn phí này thông qua hình thức quét mã QR, gọi điện thoại trực tiếp vào tổng đài 1900 6223 hoặc là đăng ký trực tiếp tại quầy thông tin phòng công tác xã hội của Bệnh viện Ung Bướu. Thời điểm này tại xưởng chế tác tượng đồng ở thành phố St. Petersburg đang gấp rút những công việc cuối cùng để hoàn thành tượng đài chủ tịch Hồ Chí Minh chuẩn bị khánh thành tại St. Petersburg, được xem là biểu tượng mới của tình hữu nghị Việt Nam-Nga. Tượng đài chủ tịch Hồ Chí Minh được thiết kế cao khoảng 3 mét, được đúc từ 2 tấn đồng dưới sự khéo léo của các kiến trúc sư giàu kinh nghiệm. Sau khi hoàn thành, tượng đài sẽ được đặt tại nơi giao nhau giữa con phố mang tên Hồ Chí Minh và Đại lộ Khai Sáng trên một khu đất rộng gần 4.000 m2 với mặt chính hướng về phía đông phía Việt Nam vào ngày 30 tháng 6 năm 2023 sắp tới. Được biết, đây cũng là mốc thời gian nhân kỷ niệm tròn 100 năm lần đầu tiên Bác Hồ đặt chân đến nước Nga Soviet. Đây sẽ là tượng đài thứ 5 tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nước Nga. Mới đây thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gửi công điện tới các sở giáo dục và đào tạo về việc bảo đảm an toàn cho cán bộ, giáo viên, học sinh và ứng phó với nắng nóng tại các cơ sở giáo dục. Được biết thời gian qua, trên địa bàn các tỉnh thành Bắc Bộ và Trung Bộ có đợt nắng nóng kéo dài, có nơi nhiệt độ ngoài trời lên tới hơn 40 độ. Trong khi đó thời gian này thì các trường đang chuẩn bị hoàn thành năm học 2022-2023. Do đó, để đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên và học sinh, Bộ yêu cầu chủ động điều chỉnh kế hoạch giáo dục của nhà trường, sắp xếp thời khóa biểu hợp lý, ưu tiên bố trí khung thời gian đầu giờ sáng để tổ chức dạy các môn học. Các trường không bố trí cho học sinh tham gia các hoạt động giáo dục, hoạt động ngoại khóa trong thời điểm nắng nóng gay gắt. Bên cạnh đó thì cần ra soát, sửa chữa, bổ sung các thiết bị như là quạt điện, điều hòa, quạt thông gió, tăng cường che chắn phòng học, tăng cường nước uống. Thưa quý vị, vào ngày 19 tháng 5 vừa qua, thì trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã xảy ra một vụ cháy lớn tại sườn gỗ mùn cưa rộng khoảng 20m2 tại xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, khiến nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi. Thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 19 tháng 5. Nhận được tin báo, thì lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an tỉnh Đồng Nai đã điều động 8 xe chuyên dụng cùng với hàng chục chiến sĩ tới hiện trường dập lửa. Đến 19 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế, nhưng sức nóng vẫn âm ỉ trong cách đống hàng, nước tiếp tục được bơm để dập hoàn toàn. Hòa hoàn không gây thiệt hại về người, song thiêu rụi gần như toàn bộ xưởng. Thưa quý vị, thời gian gần đây thì mạng xã hội xôn xao về giá bán và chất lượng mật ong hoa vải của ông Hưng Vlog là con trai của bà Tâm Vlog, một nhân vật nổi tiếng trong cộng đồng YouTube. Và trước sự việc này thì lực lượng quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang cho biết sẽ vào cuộc kiểm tra. Cụ thể, trong các video bán hàng thì Hưng Vlog giao bán giá mật ong hoa vải là 215.000 đồng trên 2 lít, tương đương là chưa tới 108.000 đồng trên 1 lít, miễn phí giao hàng. Mức giá này được cho là rẻ bất ngờ so với thị trường. Dù đã lên tiếng đính chính nguồn gốc sản phẩm, nhưng không ít người vẫn đặt câu hỏi về nguồn gốc, chất lượng sản phẩm mà nam youtuber này đang giao bán. Đại diện của đội quản lý thị trường số 4, Cục Quản lý Thị trường Bắc Giang cho biết, thời gian qua tiếp nhận rất nhiều cuộc gọi về vấn đề này. Do đó, cơ quan này sẽ cử người đi xác minh vụ việc. Vừa qua, Công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương cho biết đã mời người chồng trong vụ việc bị tố hành hung vợ bầu 7 tháng như thời Trung Cổ lên làm việc và thu giữ những vật chứng liên quan. Tại cơ quan công an thì người chồng sinh năm 1986 ở thôn Quỳnh Khê 2, xã Kim Xuyên bước đầu đã khai là trong quá trình sinh sống tại địa phương, vợ chồng anh có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô sát. Người chồng thừa nhận có tác động vợ bằng dây thắt lưng, nhưng phủ nhận việc dùng móc phơi quần áo, dùng dây điện hay là hơ lửa kim loại. Từ cơ sở lời khai này, thì lực lượng chức năng đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ những thông tin liên quan, trưng cầu giám định thương tích. Từ đó làm căn cứ đánh giá để tiến hành các bước giải quyết vụ việc tiếp theo. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết là trên địa bàn vừa ghi nhận một trường hợp tử vong trong lúc đi đốt giấy. Cụ thể sự việc, vào chiều ngày 18 tháng 5 thì một cặp vợ chồng cùng chú tại thị trấn Ba Tơ đi dọn thực bì, sau đó đốt rẫy để chuẩn bị đất trồng vụ keo mới. Tuy nhiên, trong lúc đốt rẫy keo thì bất ngờ gặp luồng gió lớn kết hợp với thời tiết nắng nóng, ngọn lửa bùng lên dữ dội và cháy sang rẫy keo bên cạnh. Vụ việc xảy ra khiến cho người chồng kiệt sức và ngạt khói ngất tại chỗ. Dù được các y bác sĩ nỗ lực cứu chữa, nhưng do ngạt khói quá nặng trong thời gian dài nên người đàn ông đã tử vong. Được biết, thời gian này thì thời tiết tại tỉnh Quảng Ngãi nắng nóng cùng với nền nhiệt độ luôn ở mức cao. Vì vậy, chính quyền các cấp liên tục thông tin khuyến cáo người dân nên cẩn trọng khi đốt giấy. Kính thưa quý vị, những tin tức vừa rồi cũng đã khép lại bản tin trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị ở các bản tin tiếp theo.